Được. Mà đây là cái gì? Đuông dừa. Vãi. Đuông dừa sao mà ăn? Ăn được. Cái con này là cái con mà nó lọ giống như cái đúng không? Nó lọ nước mắm mà ngon lắm. Ăn thử đi. Không dám ăn. Hai chị em mình ăn. Ăn thử đi. Làm gì? Mình rửa. Mình phải rửa nó lại không? Mình rửa nó lại mình mới ăn được chứ. Trời ơi. Ghê quá. Rửa lại cho sạch. Nhìn trời nhìn ghê mọi người. Trời nhìn nó bò lủng lẳng ghê. Trời ngon lắm á. Sao giống ăn trời. Trời ơi. Nó bự quá vậy. Trời ở dưới em cái này là đặc sản á, hiếm lắm á. Rồi mình để nó sống vậy ăn luôn hả? Để rồi, nó bò vậy. Không, hồi hồi mình rửa xong rồi mình bỏ vô nước mắm cho nó lọ nước mắm ăn. Gì thì ghê mà biến thái quá. Ngon. Rồi, bây giờ lấy nước mắm đúng không? Lấy nước okay, mắm. Ok, lấy nước mắm đi. Rồi. Ớt cay ăn mới ngon. Vậy là được đó. Xong rồi mình bỏ ừ. Vô. Chị muốn ăn con nào? Bỏ hết qua cho nó lọ đi chứ đúng không? Đúng rồi. Lấy con bự rồi cho chị ăn con bự ha. Ủa sao nó nằm đi ngồi vậy chết rồi hả? Kìa lội kìa, nó giả chết á. Mấy con này nó khôn thế. Nó diễn dữ lắm. Diễn hơn mình. Diễn mình nữa. Kìa đúng không? Kìa cho nó giả chết kìa mọi người. Mọi người nó im đúng đó. Đúng cái nó mới lội ghê thiệt. Bỏ qua đi bỏ. Này con này. Nè coi con này. Con này nó bị suy dinh dưỡng hay sao? Con út. Út đẻ. Nó bị suy dinh dưỡng. Đây con này nó trắng nè. Bỏ hết rồi đi, xong rồi cho nó lội trung tâm chứ. Mày. Nhìn thích cưng nha. Nhưng mà nhìn cũng thấy cưng đẹp, nhìn nó ú đi cưng. Dám ăn không? Không. Ghê đúng rồi, sao ăn được? Phải thử, trong người ta là phải thử. Phải, nó ngon lắm. Ví dụ như nó chết á, mình ăn được, còn này nó còn lòi lòi, nó thấy ghê lắm chứ. Rồi sao ăn được? Đi gần trước đi. Để dẹp cái tô lắm. Ui chùi, nhìn nó lòi đi ghê quá. Mình phải ghi lại khoảnh khắc này. Đây là khoảnh khắc đầu tiên mình trải nghiệm mà. Ngon. Chào mọi người, hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm đun dừa loại nước mắm đúng không? Đúng rồi. Đun dừa loại mắm. Đặc sản của miền Tây đó. Ở miền Tây nhưng mà đây là lần đầu tiên Thảo mới được sử dụng cái con này. Hồi đó giờ chị chưa biết con này luôn hả? Chị có thấy trên mạng thôi chứ mà chị có ăn thử bao giờ. Là hôm nay là sẽ ăn cho mọi người xem cảm nhận và Thảo sẽ review lại cảm nhận cho mọi người biết. Thấy người ta ăn nhiều lắm nhưng mà nhìn sợ. Thèm quá. Nhưng mà bây giờ đây đi phết em ăn trước đi. Chị sợ mà ăn trước đi. Ngon quá. Để em ăn trước cho. Mời cả nhà ăn đun dừa lọ nước mắm nha. Ngon. Ngon. Biến thái. Sát sinh. Sao cảm nhận sao? Nó béo béo. Nó thơm nữa. Cái mùi của củ hủ dừa. Chị biết củ hủ dừa không? Thơm vậy vậy, béo ngá không? Ủa, mình dạ, bỏ ở đầu nha. Mình ăn mình bỏ ở đầu nha mày. Con này nhỏ nhỏ thôi, nó không dám ăn. Hả? Mà. Thôi, cái con này thì bị suy dinh dưỡng quá, kỳ lắm. Nè, con này trắng nè. Thôi, để cho tôi gắp con này đi. Nó cay cay mà béo ngon quá. Mọi người ơi, tôi chuẩn bị ăn nó kìa. Nó sẽ lỡ nhúng nhất trong miệng của tôi. Ngon lắm, ăn thử đi. Trong cuộc đời là phải thử. Cố lên. Bỏ cái đèn không? Bỏ cái đèn. Mạnh lên. Cố lên. Đâu ơi, cố lên. Mạnh lên. Vậy cái đầu nha. Trời ơi, ăn bị của nữa không? Sao? Ngon. Không, mà giờ cảm giác thôi. Chị bình tĩnh rồi. Cảm giác nó là sao? Ngon. Nó dài dài. Đúng rồi. Ở trong nó béo béo. Đúng rồi. Rồi cái mùi đó sao? Cay quá. Nói chung là nó béo lắm thì nó cũng không đến nỗi ghê lắm. Béo là của dừa. Nói chung là cũng không đến nỗi ghê, nhưng mà cái lúc mà mình đưa vô miệng á mọi người,
Trời cảm giác như nó đang cựa quậy trong miệng mình. Đừng ăn em, kiểu như vậy đó, hay ghê luôn. Hay ghê, nhưng mà không, mà ăn hình hình như nó cũng ngon á. Ngon. Nó béo béo mà nó, cái da nó thì dai dai. Đúng rồi. Còn ở trong thì mình cắn với nó xịt cái gì đó, béo béo rất là ngon. Cô hú dừa. Đúng rồi, nhưng mà cay quá, để ít rớt thôi nha. Sao để ít rớt thôi, cay quá. Hơi cay thì em ăn con này. Cái này mà mình không, mình nhắm mắt lại mình ăn, mình không nhìn thấy nó thì mình ăn rất là ngon đó mọi người. Cái này mình chiên chiên với nước mắm không ngon nữa, với lăn bột mình chiên cũng ngon. Nói chung là con này mình có thể làm tái chế được nhiều món, chứ không phải món ngọt. Cay quá à, chị ăn cay dở luôn á. Trời ước gì phải nó phải giống như nó được có cựa quậy á, thì mình ăn vô mình cảm giác nó rất là ngon. Lúc đó nó chết đầy. Nhưng mà nhìn nó cựa quậy á, cái lúc mình cắn vô cái nó quậy quậy chứ cái miệng mình nó cảm giác mình đi ghê. Đây nè, quay nè. Trời ơi. Cắt đầu nhỏ. Rất là ngon. À, bữa nay tôi đã sáng sinh rồi mọi người ơi. Ngon. Ngon thì biết là ngon đó, nhưng mà nó ghê. Ăn thử đi. Hàng chị ăn ngon. Ôi, cái đó ghê lắm. Nhìn nó như bị còi xương. Giống sâu. Ừ, nhìn nó như sâu. Cái này đi, cầm này đi. Mày kéo nó chết lên nha. Cái da nó rất là nó dai á. Cái cắn nó hả, cắn nó đứt luôn á. Mấy con này nè, nó nhìn nè. Nó hơi già. Già hả? Ủa, nó có già. Phân biệt non già nữa. Đúng rồi. Cái con mà cái màu nó hơi sậm xuống vậy là già rồi. Con này chuẩn bị cắn nè. Ui. Đi. À. Rồi, nhai luôn. Nhai luôn. Nhai luôn rồi, biết không? Ngon. Bình tĩnh lại. Trời. Tuyệt vời. Không, chị lần đầu mà ăn nó sổ rồi. Sợ gì đó hả? Nó lưỡng tượng. Chị lần đầu mà chị ăn vậy được là hay lắm nữa. Có mấy người cắn cái lại dục à. Khó ăn. Em ăn con cũng gì? Gì á? Trời. Cái da nó dai quá. Thôi. Tội nghiệp đúng không mọi người? Không dám ăn đâu. Ngon mấy bạn. Ăn một con cho biết rồi. Không không dám ăn nữa. Ghê quá. Nhưng mà mình phải nói là sườn đó rất là ngon. Ngon. Sườn này đặc sản của miền Tây mà. Khi mà mình ăn vào thì nó rất là ngon. Thôi. Này còn bao nhiêu là dư hết cho Thịnh. Bây giờ mình cho mày ăn đi. Vậy em đi à. Chị với cảm nhận thôi. Em ăn nha. Rồi, thế đây. Tạm biệt mọi người nha. Mọi người đã vừa xem được review của Thảo về cảm giác của hai chị em khi thưởng thức lần đầu món đun dừa loại nước mắm. Bây giờ là cay quá rồi. Giờ phải tạm biệt mọi người thôi. Bye. Bye mọi người. Hẹn mọi người trong cái clip tiếp theo. Mọi người muốn Thảo hoặc là Thảo ăn cái món gì, hoặc là Thảo sẽ làm cái thử thách gì đó, thì mọi người hãy để lại comment ở dưới này nha. Đừng quên like, share và subscribe cho Thảo nha.